Tiếp là xảy ra cái này á, để nói chút xíu là như là Victor cũng kể và nói nhiều lần là cái phim này là từ một cái ý tưởng Victor có khi mà Victor học học bên này bên Mỹ năm đó là năm cỡ năm 96 vậy đó. Thì lúc đó là Victor cũng không biết về cái phim kia, và thật sự lúc đó mình ngồi nghĩ là đây là một ý tưởng rất là hay thì mình sẽ để dành cái phim này. Thành thử ra khi mà Victor xem cái phim kia thì mới được xem phim đó thì Victor nhận xét là có nhiều cái giống nhau. Thì nếu mà tìm hiểu về cái này á thì Victor cũng phải nói một điều là thay vì mình nhìn cái khác biệt hay là cái sự giống nhau thì mình nhìn cái gọi là cái creative process khi mà viết một cái kịch bản, là cái gọi là cái quá trình sáng tạo. Ok, là trong cái creative process này á, nhất là khi mà viết một cái kịch bản như là Giao lộ định mệnh, là Victor đã cũng nói rất nhiều lần qua trong báo chí là Victor theo cái phong cách Hollywood và phong cách Hitchcock, là có những specific chính xác là thể loại của Hitchcock. Thì á, nếu mà nói về phim Hollywood, tại sao người ta nói phim Hollywood là phim Hollywood, là tại vì nó theo một cái motif, nó theo một cái những cái gọi là khuôn mẫu, ok, mà trong Hollywood là có tất cả những thể loại, là có những cái khuôn mẫu riêng của nó. Thì nếu mà mình theo cái motif đó thì mình phải có những cái đường dây phát triển nhân vật, nội dung nó sẽ giống nhau. Thì cái vấn đề ở đây mà Victor thấy rõ ràng là tại vì cái ý tưởng, cái bản chất của cái phim Giao lộ định mệnh, cái Inferno, bây giờ nói về cái chuyện ngắn của Victor, Inferno, nó đã giống cái phim kia rồi. Anyway, khi mà Victor quyết định làm cái phim theo cái phong cách Hollywood và Hitchcock, thì Victor cũng phải chấp nhận, phải theo những cái đường dây từ A tới Z là phát triển nhân vật như thế nào, phát triển nội dung như thế nào, phải đẩy câu chuyện những cái cớ như thế nào để tới cái kết mà mình muốn. Thì trong trường hợp vậy, một cái người viết kịch bản mà với cái suy nghĩ như là ok, tôi theo cái motif đó, thì rõ ràng một cái người khác trong cái môi trường như vậy, họ sẽ có những cái ý tưởng xem giống mình. Thì anyway, Victor nói cái này là cái này là do cái, như là Victor nói, cái quá trình sáng tạo. Cái vấn đề lớn nhất là cái ý tưởng mình nghĩ là của mình, ok, nhưng mà cái ý tưởng, cái bản chất của cái nội dung đó đã giống cái phim kia. Thành thử tất cả những cái đường dây, nói chung là mình theo cái motif đó, motif gọi là một cái Hollywood thriller, thì mình bị đóng khuôn vào đóng khuôn vào. Thì anyway, những cái khuôn mẫu đó là coi như có sẵn rồi, là mình đã quyết định, mình cũng nói ra là mình theo một cái phong cách Hollywood, phong cách Hitchcock, thì mình theo những cái đường dây đó để phát triển nhân vật, phát triển nội dung. Thì thực ra cái nếu mà nói là tránh mấy cái trường hợp mà giống nhau thì cũng thực sự là rất là khó. Nếu mà chủ quan thì chúng ta thấy phim Giao lộ, phim Sutter thì có bao nhiêu phần trăm? Như tôi đã nói, nếu mà nói về chung tình huống hay là đường dây á, thì rõ ràng á, là nó có nhiều cái giống nhau. Nhưng mà bây giờ nếu mình làm một cái phim một người trong vụ tai nạn rồi bị mất trí nhớ, thì rõ ràng nó sẽ theo những cái đường dây tới cái kết mà mình muốn. Thành thử ra có nhiều cái đường dây, những cái tình tiết hay giống mình không thể tránh được, không né được, thì nó sẽ đâm ra là có cái trường hợp là nó giống một cái gì đó thôi. Thì nói chung là thật sự là lúc mà viết cái chuyện ngắn đó, mình nghĩ là cái sự bất ngờ đó là rất là cool, rất là hay. Và nếu mà mình cảm thấy nó hấp dẫn và hay thì chắc chắn sẽ có một người khác cũng nghĩ ra rồi. Anyway, viết như vậy thôi. Anh khẳng định là khi mà viết cái kịch bản phim này, mà cái năm mà anh viết là chưa từng biết đến cái bản phim và cái phim của đạo diễn.
đúng rồi, đúng rồi. Ờ, đi đường tham quan. Nhưng mà rõ ràng là không thể nào mà có sự trùng hợp ấy. Có nhiều mà nhiều đến như vậy đó. Thì cái chuyện mà mọi người nghĩ là nhiều hay ít ấy, thì cái đó là thật sự ngoài cái control, ngoài cái kiểm soát của Victor. Thật sự Victor không phải là Victor nói là không giống. Victor đang nói là thì như Victor nói là nó có nhiều cái cũng giống nhau. Khi nào Victor chủ quan là nghĩa là khán giả Việt Nam không có biết đến phim năm tốt của Mỹ là no, tại vì như Victor nói á, tất cả những phim mà Victor làm á, tất cả những phim mà Victor làm đó là với cái ý là sẽ phát hành bên Mỹ. Không có phim nào mà Victor làm mà không phát hành bên Mỹ. Nhưng mà sẽ phát hành bên Mỹ không? Hay là dùng thuốc là cái định đó? Cái đó là bên không có cho mình biết. Nhưng mà như tích cực thôi, tích cực thôi. Tại vì chắc chắn là cái chuyện đó là đã bàn. Tại vì phim dạo hiện tại đó, tức là những cái phim sản xuất ở đây á, cũng được chiếu ở bên Mỹ, cũng như là để máy tính cũng được chiếu ở bên Mỹ, truyền trình xa xứ cũng chiếu được ở bên Mỹ. Anh thì cứ khẳng định đây là cái sự trùng hợp hoàn toàn và nó bất ngờ là chính có cái sự trùng này và anh luôn là giải thích vậy. Nhưng mà về phía khán giả thì họ mãi mãi là không tin điều đó, họ vẫn nghĩ là nó thì anh phải nói thật, anh nghĩ đúng rồi thì chuyện gì xảy ra thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà nếu mà khán giả đọc cái này hay là nghe cái câu trả lời của Victor mà không tin hay là tin thì thật sự cái đó là do khán giả cái quyết định của khán giả chứ không phải là quyết định của Victor. Hoàn toàn là phụ huynh chị này. Cho nên là chị nghĩ đây là coincidence. What coincidence? Tình cờ. Cho anh hỏi thêm nữa là tại vì khi mà xem cả cái phần âm nhạc thì cái trailer của hai phim á, cái tên của khá giống nhau. Và trong ngay cả trong phim luôn á, em cũng xem, em cũng nghe rất kỹ về phần âm nhạc. Không nghe những cái đoạn mà nó trước có nghe nói là làm phần hai của Giao Lộ Tình Mệnh, thì đâu có chuyện này còn có ý tưởng là còn gì đâu. Thì những đoạn đó nhạc nó cũng giống nhau. Anh nghĩ cả âm nhạc mà nó trùng hợp luôn thì khó. Không, nhưng mà cái chuyện nhạc cũng phải theo một cái mô típ, nhạc cũng phải theo một cái mô típ thôi. Tại vì nếu mà nói về cái khuôn mẫu thì mình coi như từ A tới Z luôn, từ ánh sáng, từ maybe có idea là cái cách viết đó, tại vì cái play thì có thể nó nằm trong cái khuôn mẫu đó luôn. Nhạc thì cái đó thì phải nhân lại, nhưng mà về trailer thì cho ông biết. Mình có thể làm nào, mình feel, nó có cái gì đó mà mình muốn ấy thì làm. Nếu như mà anh nói là theo một tiếp đó thì cả âm thanh ánh sáng, cả cách dựng, cách quay, cách là anh thấy thì không chỉ ý trong một cái phim rùng rợn đi, thì có những lúc mà mình muốn đẩy lên cái sự phản ứng của khán giả thì mình sẽ ý như là cái nhạc nó sẽ phải theo một cái hướng đó, thì giống như là nó giống như là theo một cái mô típ nhạc, giống như theo một cái mô típ nội dung, hai người yêu nhau cuối cùng phải cưới nhau thì cũng giống như nó là thôi. Nhạc thì đang là gây cấn thì lúc đó nó phải là như vậy. Psychogenic amnesia. The patient doesn't know his name, his family. For how long? Could be a week. Could also be permanent.
mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Vậy đến khi nào nó mới hồi phục được? Có thể là một thời gian ngắn, cũng có thể lâu dài. Sure, you told me. It's Jeb and Jenny Scott. And she... Tại sao không nhớ được gì hết? I know this place. You really remember? So here you are. New Marina Complex. That's the Merrick Scott Tower. We got most of it rented off. Trước đây khu vực này là đất quan nhà trống, nhưng nhờ những dự án của công ty mình mà nó đã biến đổi thành một cái diện mạo như thế này đây. I'd like you to meet your secretary, Nancy Mercer. Welcome back. Thank you. And I really mean it. Well, it's 10 after. I'm going to miss my plane. Now, if there's anything that you need, Nancy will handle it. Chào anh. Đây là Thảo, thư ký giám đốc. Vậy à? Chào cô. Cô mang cái bản hợp đồng mới của công ty xây dựng vào văn phòng giám đốc nha. Dạ, em sẽ mang vô liền cho anh. Yeah, I know.
nhớ chưa? Yep, that's our boy. Mày nghi là vợ mày đang ngoại tình. Stanley something. No. No, it was Stanton. Yes, that was it. Stanton. My wife? Anh có biết khi nào anh về không? Anh có thể để lại số điện thoại. Tôi sẽ nhắn cho anh ạ. I need to ask you a question. Shoot! Before the accident, was I having trouble with Judith, with my marriage? Tao muốn biết. Trước khi gặp tai nạn, giữa tao và Trang đã xảy ra chuyện gì? Judith was having an affair, right? Vợ tao ngoại tình phải không? You treat her like a piece of goddamn furniture. Tao không ngờ mình lại đối xử dã man với Trang như vậy. I feel there's something wrong here. She's a pathological liar. Con và Trang, giữa hai đứa con có vấn đề gì phải không? Nó chỉ giả tạo với con thôi. She thinks everybody's stupid. She can do anything and get away with it. She's sick. Dan, do you know how much you're worth? She's ready to make her move, Dan. She's got you right where she wants you. Like a child. Nếu con chết đi, ai là người hưởng hết cái gia tài này? Mày đang nói cái gì vậy? Nó mà biết thương yêu gì ai? Nó chỉ biết thương tiền thôi con ơi. Với thân phận và địa vị của con bây giờ, con nên thận trọng, nhất là đối với vợ con. Hạng người như nó sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được mọi thứ. Tôi muốn anh nghe cái này. Anh yêu, em gọi cho anh mấy lần nhưng không được. Mà nó đi lại loa sáng nay. Em cũng cho chị thức viện về nhà sớm. Em lại ở nhà một mình. Em muốn em qua đây với em nha.
Anh Dad. Mr. Merrick's taking a nap. Any calls, Lydia? Well, just one. Said they'd call back later. Stan someone. Let's see. Jack Stanton. Nhưng mà anh đang nghi ngờ. Lỡ anh phát hiện ra thì sao? Thôi, anh sắp xếp gặp em liền bây giờ nha. Ok, bye. What are we doing with this shipwreck? Done. We dump it tomorrow. Tụi anh đã bán được khu đất bảo quản bên quận 10 rồi. Damn it, this is important. Tell him Jack Stanton's in town. He called my wife. Báo, nghe nè. Mày gặp tao trước một người gặp. Tao nghĩ chàng đang trên đường tới đó. My guess is whatever's left of him is rotten in that old shipwreck. Mày và Trang đã chôn xác nó ở nơi mà mày nghĩ là không ai có thể phát hiện ra. Một nơi hoàn hảo khi nó đã bị bỏ hoang 5 năm nay. You see, Mr. Merrick, my guess is that you killed him. I can't remember. Khi mày phát hiện ra nó đã ngủ với vợ mày nên mày giết nó. Tao không nhớ. You're a murderer. Dan, I was trying to protect you. Ý là sự thật. Anh đã giết Kiệt phải không? Em đã cố giấu hết mọi chuyện.
be. Dan Merrick, it's Dan Merrick. Chính là Kiệt. You little whore. You were fucking that bastard. I love him. I'm gonna kill you. Judah, don't. Mexico. Now, tonight. Judith, what do you mean we? Well, of course we. We're in this together. We can't go loping off into the sunset. I am out of your life. Do you understand me? Oh, Jack, don't say that. You can't just throw me away like that. Jesus Christ, Judith! What the fuck are you doing? Bóp của anh có còn trong bộ đồ đó, anh phải quay lại lấy mới được. Từ từ thôi anh, bình tĩnh lại. Bình tĩnh cái gì? Cái bóp của giấy tờ của anh ở trong đó.